Hello anh em, cửa hàng lại về được có một ít thôi anh em ạ. Đó là những cái sợi dây AV của Đức, hàng tồn kho. Dây chưa qua sử dụng anh em nhé. Dây này thì cửa hàng đã đăng rất nhiều những thời gian vừa qua. Thì cứ có hàng cửa hàng lại đăng cho anh em biết. 250 bao ship cho anh em đến tận nơi. Thu tiền sau cũng được, còn nếu anh em có số tài khoản thì có thể chuyển tiền trước, cửa hàng gói gửi cho anh em. Bao ship 250. Dây thì dài 1m9, đúng theo tiêu chuẩn dây nhà máy luôn. Đó. Dây này thì nó xịn sò chỗ nào thì lại nhắc lại với anh em là cái sợi dây nó mềm nhũn như bún luôn này. Đấy, anh em thấy đây, lõi bên trong nó cực kỳ dày dặn tốt, thì độ truyền tải âm thanh nó tốt, thì cái chất lượng anh em nhận được khi nghe nhạc nó sẽ hay, nó sẽ rõ ràng sắc nét các giải âm. Và cái điều rất quan trọng nữa đó là cái đầu cắm này anh em, đó là đầu đúc nhà máy này, anh em thấy cái đầu cắm nó dày bì luôn đấy. Với một cái dây vừa có giá 250 một bao ship cho anh em được cái đầu cắm như này, nó là cực kỳ ngon nha. Đấy. Cái đầu này nó quyết định cái chất lượng sử dụng rất lớn nha. Bởi vì cái đầu nó dày thì nó sẽ bền theo thời gian, nó không bị móp méo, không bị mất vế, sôi ù, mo ve tiếng. Đấy. Thì anh em đầu tư những cái dây này nó chỉ giá có 250, so với dây rẻ tiền của Trung Quốc thì nó cũng tầm khoảng 5-70 đến 100. Thì anh em mua nó chỉ đắt hơn khoảng gấp đôi, nhưng mà anh em lại sử dụng mãi mãi. Hơn nữa đó là cái chất lượng âm thanh nó quyết định. Đấy, anh em nhé, anh em cân nhắc mấy cái điều cửa hàng vừa nói anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì nhắn tin hoặc gọi điện cho địa chỉ cửa hàng gói tận nơi cho anh em qua Viettel. 250 bao ship qua bưu điện. Đấy, nhưng cái đầu cắm này anh em thấy chất lượng không? Dây chưa qua sử dụng anh em nhé, hàng tồn kho, nó cũng có bụi bặm bẩn theo thời gian. Dài 1m9, mềm nhũn, đầu cắm xịn xò.